Những người yêu quý bà Phương Hằng đặt hoa dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cầu mong bà Phương Hằng bình an. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, từ khi CEO Phương Hằng bị bắt đến nay, mọi nhất cử nhất động, mọi thông tin về bà đều được săn lùng khắp cõi mạng. Ngay trong đêm ngày 24 tháng 3, khi hay tin CEO Phương Hằng bị bắt, người dân yêu mến bà Phương Hằng trên cả nước đã trực trào nước mắt, thậm chí là cả đêm không ngủ để nghe ngóng thông tin của CEO Phương Hằng. Ai cũng mong bà Hằng được bình an và mong pháp luật sẽ công bằng với mọi công dân. Và cũng chính vì thế, rất nhiều người cơ hội đã lợi dụng sự việc này để kiếm chác bằng cách lập các trang thông tin giả để đâm đặt hoặc là giả mạo trợ lý Nhi, trợ lý Hà để câu view kiếm tiền bất chấp. Tuy nhiên, một lần nữa, ban biên tập kênh Bản tin Online cũng xin lưu ý với quý vị, chúng ta chỉ nên nghe thông tin từ phía cơ quan chức năng và từ phía gia đình của CEO Phương Hằng thôi. Còn lại, tất cả những thông tin lan truyền hay những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, chúng ta chỉ nên nghe tham khảo và suy xét kỹ càng trước khi đặt niềm tin nhé ạ. Thưa quý vị, mới đây, kênh Bản tin Online vừa cập nhật được những hình ảnh vô cùng cảm động của những người yêu mến bà Phương Hằng. Hình ảnh được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Dường như fan của nữ CEO Phương Hằng vẫn một lòng tin tưởng thần tượng sau nhiều biến cố. Trên các diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh liên quan đến nữ CEO Phương Hằng. Theo đó, những đóa hoa tươi thắm đã được fan bà Phương Hằng đặt dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở quận Nhất, kèm với lời cầu nguyện, cầu xin chị Phương Hằng qua kiếp nạn, bình an, luôn tin yêu chị. Rất nhiều netizen Việt đã bày tỏ buồn cười trước hành động của fan dành cho bà chủ Đại Nam. Có vẻ như những khán giả trung thành của CEO Phương Hằng vẫn một lòng tin tưởng, thương yêu thần tượng của mình sau nhiều biến cố. Thưa quý vị, có thể nói đây cũng là những hành động thể hiện lòng tin yêu của những người yêu lẽ phải, những người tin tưởng bà Phương Hằng. Vì qua tất thảy những sự việc mà vợ chồng bà đã làm, thì chúng tôi công tư phân minh, những gì bà làm được chúng tôi cảm ơn và những gì bà đi quá giới hạn thì tất nhiên pháp luật sẽ xử lý. Tuy nhiên, với tất cả những tình cảm một người phụ nữ dũng cảm dám đứng lên đấu tranh cho công bằng, cho lẽ phải, thì những tình cảm mà người dân dành cho bà Phương Hằng cũng không có gì là quá lạ. Cho nên, những phe phản diện, những người ghét bà Phương Hằng không nên vịn vào đây để cười cợt nhã, bởi vì những bó hoa cũng như những lời cầu nguyện này thể hiện sự yêu quý, tôn trọng dành cho CEO Đại Nam. Không phải ngẫu nhiên mà những người dân này đặt niềm tin và luôn tin yêu bà Phương Hằng như vậy đâu. Bởi vì qua drama này, họ thấu hiểu được những việc làm mà vợ chồng bà đã làm để giúp những người dân nghèo. Thậm chí, đâu đó là những điều chưa công bằng đối với bà chủ Đại Nam. Chính vì vậy họ mới một lòng tin tưởng và yêu quý vợ chồng bà Phương Hằng như vậy. Thưa quý vị, có lẽ sự việc drama của CEO Phương Hằng đã chứng minh cho chúng ta thấy được người dân công tâm phân minh, những việc CEO Phương Hằng làm được người dân sẽ nhìn nhận và muôn đời sau vẫn sẽ được nhắc lại. Tuy nhiên, những sự việc bà Phương Hằng đi quá đà, vượt quá lằn ranh của pháp luật thì tất nhiên sẽ được pháp luật xử lý. Và trước hình ảnh này, rất nhiều cộng đồng mạng đã để lại bình luận điều cầu mong cho bà Phương Hằng bình an, như là chúc cô luôn mạnh khỏe và sớm về nhà, thương cô. Mình tin và hoàn toàn tin nghị lực của chị Hằng, mọi việc sẽ ổn và đâu vào đó. Rất nhiều người yêu chị ráng giữ gìn sức khỏe. Dù sao đi nữa thì Tổng Giám đốc Đại Nam cũng không phai mờ trong lòng mọi người. Em luôn cầu mong cho chị sớm về với gia đình, thương yêu chị. Mãi mãi ủng hộ anh chị Dũng Hằng, mãi yêu chị Hằng. Mong chị Hằng vượt qua kiếp nạn này. Cầu chúc cho cô mọi điều thuận lợi. Và quý khán giả cũng đừng quên theo dõi kênh Bản tin Online nhé. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến tất cả quý vị những thông tin mới nhất. Hành trình lùa gà để trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam của ông Trịnh Văn Quyết như thế nào? Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, ngay tối ngày hôm qua, chúng tôi đã cập nhật đến quý khán giả thông tin Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, vào hồi trung tuần tháng 1, 2022, chúng tôi đã cập nhật đến quý khán giả thông tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng vì bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo. Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Vậy thì kịch bản thao túng giá chứng khoán của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ra sao? Sau vụ việc bán chui 74,8 triệu cổ phiếu làm chao đảo thị trường chứng khoán bị cơ quan chức năng phát hiện, thì Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi sai phạm,
tạo thanh khoản giả, thổi giá cổ phiếu FLC. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Trước đó, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã bị cơ quan điều tra ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh 1 tháng để phục vụ điều tra. Quyết định được cơ quan điều tra ban hành ngày 26 tháng 3. Nếu trót lọt, ông Quyết sẽ hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ được điều sai phạm của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu với mục đích thu lợi bất chính hàng trăm tỷ. Điều đáng nói sau vụ bán chui cổ phiếu gây chấn động hồi tháng 1, dù tài khoản của ông Quyết bị cấm giao dịch thì Chủ tịch FLC vẫn tiếp tục có hành vi thao túng đẩy giá cổ phiếu lên. Công ty cổ phần tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết được thành lập từ năm 2008 với ngành nghề kinh doanh là bất động sản, chứng khoán, du lịch, giáo dục, công nghệ pháp lý và hàng không. Tập đoàn FLC có 15 công ty con, 2 công ty liên kết do Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ hơn 215 triệu cổ phiếu, tương đương với 30% cổ phần. Bà Bùi Hải Huyền làm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của tập đoàn. Hành vi sai phạm, thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định được thực hiện từ đầu tháng 12/2021, kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022, phiên mà Chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo đó, ông Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mà mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngưỡng để lùa gà nhiều nhà đầu tư rồi úp sọt bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ với mục đích là hưởng lợi bất chính. Bị can Trịnh Văn Quyết cùng với bà Bùi Hải Huyền đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc làm giá. Những cá nhân này thông đồng với nhau, liên tục mua, bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao. Trịnh Văn Quyết cùng với những người giúp sức đã tham gia 28 trên 28 phiên giao dịch, số lượng đặt mua chiếm 12% và số lượng đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng thị trường. Hành vi tạo cung cầu giả của nhóm Trịnh Văn Quyết đã đẩy giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng trên một cổ phiếu ngày 1/12/2021 liên tục tăng, thậm chí là tăng trần nhiều phiên và phiên tăng trần cao nhất là 24.000 đồng trên một cổ phiếu. Giá cổ phiếu FLC đã được nhóm của bị can Quyết làm ảo thuật để tăng hơn 64%. Sau khi giá cổ phiếu FLC được thổi lên cao ngất ngưỡng thì chủ tịch tập đoàn này đã dùng chiêu úp sọt chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu với giá trung bình là 22,5 ngàn đồng trên một cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán chui, không công bố trước khi thực hiện giao dịch. Tổng số tiền bị can Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền lên tới 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra sự việc bán chui cổ phiếu này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn lại tiền. Như vậy, cao thủ đánh úp trên sàn chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết như thế nào? Anh Quyết lại luyện chưởng đánh úp nhà đầu tư, cú đánh úp đi vào lòng đất của Chủ tịch FLC, lùa gà là những bình luận trên các diễn đàn chứng khoán Room Zalo và Telegram. Cay đắng vì chót đu đỉnh, chứng kiến cổ phiếu FLC bị chính chủ tịch tập đoàn bán xả van là tâm trạng của không ít nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán được ví như chiến trường khốc liệt, việc một số cổ phiếu tăng hay giảm là điều bình thường. Tuy nhiên, chủ tịch bán chui số lượng lớn khiến cổ phiếu từ tím trần rớt xuống lâu sàn chỉ trong 5 phút thì đó là động thái mà ít nhà đầu tư có thể ngờ đến. Qua hàng loạt sự kiện nổi cộm, nhất là vụ khoa búp với hàng triệu fan, vài giờ thì đến chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lùa gà. Như vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận và nhận diện thủ thuật cũng như cách phòng tránh trong đầu tư chứng khoán để tránh mất hết tài sản.
thông qua những lời quảng cáo đường mật, bánh vẽ về lợi nhuận khủng, làm giàu nhanh trên thị trường chứng khoán, những nhà đầu tư gà sẽ bị dẫn dụ vào chuồng. Để thu hút nhà đầu tư bơm tiền, những người lùa gà thường sử dụng các chiêu thức như khoe số tài khoản ngân hàng với số dư khủng nhờ kinh doanh, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, lan truyền sự giàu có với hình ảnh doanh nhân trẻ thành đạt, nhiều tiền, đi xe sang, mua sắm đồ hiệu, đi ăn đi chơi tại những nơi đắt tiền. Sống rất năng lượng với mong muốn là truyền lửa, năng lượng tích cực đến cộng đồng. Xây dựng mạng lưới cộng đồng trên mạng xã hội, chiêu dụ người tham gia với hàng loạt những tấm gương về thành công, thu lợi khủng trong thời gian ngắn. Kêu gọi nhà đầu tư hứa hẹn, hướng dẫn và giúp các nhà đầu tư kiếm tiền thông qua việc xuống tiền. Như đã phân tích ở trên, các đối tượng lùa gà sẽ dựa trên sự cả tin và lòng tham của con người để chăn dắt và làm thịt gà. Vì thế, để không trở thành những con gà béo bở, dễ bị dẫn dụ, nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình những kiến thức nhất định về thị trường đầu tư chứng khoán, tính toán và xem xét kỹ lưỡng trước mọi quyết định đầu tư, đặc biệt là tại các cổ phiếu đầu cơ hay là doanh nghiệp quy mô nhỏ, quy mô vừa, thiếu uy tín và năng lực. Vì vậy, rất mong quý khán giả không mù quáng chạy theo các chuyên gia nửa mùa, chuyên gia đầu tư trên mạng xã hội hay là các tin đồn thất thiệt từ diễn đàn thị trường. Học hỏi, nghiên cứu kiến thức đầu tư chứng khoán, tìm kiếm cho mình một người thầy tốt, nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường để được chỉ giáo và bổ túc thêm kiến thức. Không tham gia đầu tư vào các cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, cẩn trọng trong đầu tư, quản lý tài chính, học cách kiềm chế lòng tham. Để tránh là những con gà béo bở bị lùa vào chuồng, để rồi tiền mất tật mang.